sao? Dạ con chào cặp rằng chừng nào mới trả đây hả cô em? Dạ thưa ông cặp rằng, hôm trước má không có tới xin bà chủ rồi. Bà chủ cho má con xin khất tới vụ lúa sao? Giỏi, cô em giỏi lắm. Biết nhịn vô bà chủ để khất nợ hả? Nè, bà chủ chết rồi bây giờ muốn nói sao mà không được hả? Dạ không, con nói thiệt á. Xin ông cặp rằng tin con nói thiệt á. Qua con muốn tin cô em lắm. Nhưng mà cô em cũng phải làm sao cho qua tin chứ, phải không? Dạ, thưa ông cặp rằng con về. Ê, bà xuống, đi đâu vậy? Chưa nói chuyện xong, đi đâu hả? Ông cặp rằng, con phải đi về, con phải đi về nhà. Được, về hả? Về mình nói tiền cả nợ đi, thấy chưa? Bác nữa, đường qua không có, đừng có trách. Dạ, dạ, con xin ông, con lại ông, con xin lại con. Trả tiền là được rồi. Dạ, con xin ông. Nè. Con xin ông mà. Nói chuyện gì mà ông cặp rằng đã ra qua với đàn bà con gái người ta vậy? Đứng lên coi. Dạ. Cô chủ à, tôi đang làm đúng bổn phận của mình. Cô đây nợ tiền của ông chủ quá hạn lâu rồi mà không chịu trả. Hả? Nhiệm vụ của tôi là phải đôi cho bằng được. Cậu ba, xin cậu thương tình mà nương tay cho má con. Thiệt tình là trước khi bà chủ mất, má con có tới xin bà chủ là... Cậu sao? Thủng thẳng cho con khóc tới vụ lúa sao? Thấy chưa? Cậu thấy cái đám tá điện bây giờ nó quỷ quyệt chưa? Nó dám áp cho bà chủ khi biết bà chủ có còn sống. Không, con nói thiệt mà. Xin ông cặp rằng, xin cậu ba tin con. Là thiệt hả? Cô có phải là con của bà Bảy nhà ở cuối làng không? Dạ phải. Được rồi, bữa đó má con có tới nhà tôi, nói chuyện với má tôi cũng có mặt. Có đúng là bà chủ cho má con khất nợ tới vụ lúa sao cậu ba? Đúng, tôi có nghe má tôi nói rõ ràng như vậy. Thôi, cô đi về đi. Dạ, cảm ơn cậu ba. Cảm ơn cậu ba nhiều lắm. Dạ, thưa cậu ba, thưa ông cặp rằng con về. Tôi đã nói tôi sẽ để mắt tới ông mọi lúc mọi nơi rồi mà. Đừng có giở trò. Cậu vô lý quá. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình để giúp ông chủ. Còn cái chuyện bà chủ cho họ khất nợ thì làm sao tôi biết được. Cứ cho là ông không biết đi. Nhưng mà cái vụ muốn ba tôi nhanh nhanh chuyển hết tài sản qua cho tôi, chứ ông biết rõ lắm. Cậu nói cái chuyện gì tôi không hiểu lắm. Đừng có đóng kịch trước mặt tôi. Tôi đàn ông quá mà. Muốn lợi dụng gì cháu tôi để trục lợi cho bản thân ông đúng không? Đừng có hòng. Tôi không phải thằng ngu như ông tưởng đâu. Thằng quắc con, tao không tha cho mày đâu. Chộp lấy cơ hội này để Đức Tiến chán ghét con Mộc Bích mà đuổi cổ nó đi. Đúng rồi. Vô đây con. Ngồi đó đi. Dì kêu con vô đây làm chi vậy? Dì thấy ngày càng không tốt nên dì phải nói để coi con tính làm sao. Dì, bộ bệnh ba con nặng lắm hả dì? Không có đâu. Ba con chẳng qua là dì quá đau buồn chứ không có bệnh hoạn gì hết. Con đừng có lo.
Vậy hồi nãy gì nói cái gì mà không ổn? Con có để ý không vậy? Từ bữa má con mất tới nay, con Ngọc Bích lúc nào cũng kề cận bên cạnh ba con. Nó kề cận cả ngày lẫn đêm, con có thấy lạ không? Con thấy có gì đâu mà lạ vậy? Con phải chăm sóc cho ba con chứ. Trời ơi, con khờ lắm. Nó đang lợi dụng lúc ba con đang đau khổ, đang cô đơn, trống vắng để nó sáp vô. Nó lợi dụng cái việc chăm sóc ba con để nó có mưu đồ. Dì đã nói rồi, ngay từ ngày đầu tiên má con nó đặt chân vô cái nhà này, dì đã biết cả hai đều không đơn giản. Dì nói Ngọc Bích, Ngọc Bích có mưu đồ gì? Chứ còn gì nữa con. Dì đoán chắc nó đang dòm ngó tới cái vị trí bà chủ trong cái căn nhà này. Con liệu mà lo đi ngang. Tôi đã cảnh cáo ông rồi, sao dám tới gần cậu Bích hả? Cậu làm gì cậu chủ? Buông tay ra. Tôi hỏi ông làm gì mới đúng á. Ủa, có chuyện cần nói với Ngọc Bích không được sao? Ông dám hả? Ủa, có gì đâu không dám. Đâu phải cậu là chủ rồi muốn cấm người ta gì cấm đâu cậu. Nè, tôi cũng có quyền tự do của tôi mà. Ông muốn tự do thì đi ra khỏi nhà tôi. Ngày nào ông còn ở trong nhà tôi cấm ông tới gần Ngọc Bích. Hiểu rồi. Thật ra thì tôi cũng không có tình ý gì với Ngọc Bích. Cậu chủ được cái hiểu lầm rồi gây sự với tôi. Nè, nói thiệt lòng, tôi thấy tội nghiệp cho cậu lắm cậu chủ à. Ông nói vậy là có ý gì? Có gì đâu. Tôi chỉ thấy tội cho cậu khi một ngày nào đó có một người nào đó phải gọi người mình thương là mẹ cưới. Cô này, cô này à, ôi à, chạy đi. Con bưng ly sữa lên cho ông đi. Để má cất đi cho. Dì mới dẹp giùm con nha. Để má cô đem sữa lên cho ba tôi. Cô đi giặt đồ giùm tôi đi. Cậu cứ để đó đi. Lát nữa tôi giặt liền. Tôi mang sữa cho ông chủ. Để đây tôi đem lên cho. Giặt đồ cho tôi liền đi. Ba ngồi dậy uống miếng sữa cho khỏe đi ba.
còn để đó cho ba. Ba uống miếng sữa rồi ba hãy ngủ ba. Ba chưa muốn uống đâu. Ba thấy trong người sao rồi ba? Hay ngày mai con mời đốc tờ về chữa bệnh cho ba nghe ba. Ba không có bệnh gì hết con à. Ba mệt mỏi lắm. Ba chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Vậy để con bóp chân cho ba nha. Thôi con, con không quen làm mấy chuyện này đâu. Để lát ba kêu Ngọc Bích lên xoa bóp cho ba là được rồi. Đau lắm không? Để em đi luộc trứng gà lăn cho anh nghe. Không cần đâu. Em đã nói rồi mà anh không chịu nghe. Ráng nhịn nó một chút, có phải tốt hơn không? Em nhịn nó được, còn anh thì anh không nhịn được. Cái thằng quắt con đó, nó tưởng mình ghê gớm lắm hay sao? Dám làm bẻ mặt anh trước tụi ta Điền hết lần này tới lần khác. Chính nó đã chặn hết mấy cái nguồn thu của anh. Làm sao anh nhịn nó được? Thôi, bây giờ nhịn không nổi thì cũng phải ráng chứ biết làm sao giờ. Mười mấy năm qua, bỏ biết bao nhiêu công sức. Bây giờ sắp tới đích rồi, không lẽ lại bỏ cuộc? Anh nói cho em biết, bây giờ em chưa có chắc làm lấy được cái gia tài từ thằng cháu khốn nạn của em đâu. Bây giờ nó thay đổi rồi, không dễ gì để cho em điều khiển như trước nữa đâu. Đó, em thấy không? Em biểu nó giục ông Lâm, nó cứ đẩy đưa hoài, nó có chịu làm đâu. Mọi chuyện cũng từ con quỷ cái mà ra. Còn em đó, tính sao thì tính cho lẹ đi. Cũng may là đám cưới Ngọc Thủy bị hoãn lại vì chịu tan của bà Lâm, nên vụ chia đôi tài sản chưa thực hiện được. Nhưng mà cứ dùng dằn dục dằn hoài cái kiểu này, anh e là mình không có hốt trọn được đâu. Sao mình lại ngủ ở đây? Là mình sao? Là mình phải không? Là em đây. Em về với mình đây. Mình ơi, tôi nhớ mình. Tôi nhớ má thằng Tiến. Tôi thật không ra gì để mất má thằng Tiến, mất luôn cả mình. Tôi đau lòng lắm mình ơi. Đâu phải lỗi tại mình, chỉ tại số phận của chị em quá ngắn. Mình đừng tự trách rồi đày đọa bản thân. Mình phải vượt qua, phải đứng lên. Mình không được gục ngã. Hai con cần mình lắm, việc nhà cũng cần mình lắm.
Mình hứa với em phải mạnh mẽ, được không Mình? Hứa với em nghe Mình. Được, tôi hứa. Mình, em gặp được em Thảo rồi. Thật không Mình? Mình ơi, em Thảo là em sao? Mình phải ráng lên nha Mình. Mình mà có bề nào, hai con biết phải làm sao? Chị em nhờ kẻ dòng Mình hết. Vậy là em yên tâm rồi. Nhờ Mình chăm sóc hai con. Nhờ Mình chăm sóc hai con. Được, tôi hứa. Vậy là em yên tâm rồi. Em đi nha Mình. Không, không, em đừng đi. Tôi cần có em. Em đừng đi mà. Đừng đi. Em đừng bỏ tôi mà. Mình ơi, Mình ơi, đừng đi mà. Em Thảo, em Thảo. Em đừng đi. Em đừng đi. Em đừng rời bỏ tôi mà. Em không được đi. Tôi cần có em mà. Em đừng đi. Đừng bỏ tôi mà. Đừng đi mà. Em Thảo, em Thảo. Đừng đi. Mình ơi, Mình ơi, đừng bỏ tôi. Em Thảo, em Thảo, đừng bỏ tôi. Mình đừng đi. Mình đừng đi. Ông ơi. Ông. Ông ơi. Ông có sao không ông? Em Thảo, em đừng rời bỏ anh. Ông ơi, em đừng rời bỏ anh mà. Ông ơi, ông không buông con ra đi mà. Tôi cần có em. Ông ơi, bỏ anh mà. Ông bỏ anh mà. Má cần có em. Buông ra. Mà làm cái gì vậy hả má? Má mới mất chưa được bao lâu mà má đi nhận vậy chứ còn ở trong nhà hả má? Tại sao má làm vậy hả má? Cậu, trước khi hỏi cho rõ ràng, cậu không được quyền xúc phạm ông chủ. Cô im đi, tôi còn chưa nói tới cô. Mà mặt lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, lợi dụng lúc ba tôi đang cô đơn đi quyến rũ ông. Cô tưởng cô thay thế được vị trí của má tôi trong nhà này hả? Cậu, cô oan ức lắm hả? Cô là người xấu xa đê tiện, vì ham mê vật chất mà cô đi quyến rũ người lấy tuổi cha cô hả? Tiến, Tiến, em bình tĩnh lại đi. Chị tin ba mình không phải là loại người đó, và Ngọc Bích không phải là loại người dễ dãi như vậy. Chính mắt tôi nhìn thấy. Chính mắt tôi nhìn thấy nè. Tôi xấu hổ khi làm cô của ba. Tôi nhục nhã khi làm cô của ba. Trinh Tiến, em đừng có nói nữa. Chị cấm em xúc phạm tới ba. Chị dám đánh tôi? Tôi nói sai cái gì mà chị đánh tôi? Hay chính chị, chính chị xuống con nhỏ này dụ dỗ ba tôi, có đúng không? Em, tất cả các người đều là người xấu. Tất cả các người đều là người xấu. Đức Tiến, Đức Tiến, Đức Tiến. Chị, ba, con à, ba không, Ngọc Bích, ta xin lỗi con. Ta không phải, ta không phải, ta không phải. Con người, thật
không có ý muốn xúc phạm con. Mong con hiểu mà bỏ qua cho ta. Ngọc Bích, chị tin những gì ba vừa nói. Em cũng biết ba chị là người đàng hoàng mà, đúng không? Dạ, con không bao giờ nghĩ điều gì xấu về ông hết. Tuy lúc nãy con chưa rõ nguyên nhân, nhưng con tin chắc có điều gì đó lầm lẫn. Ta cảm ơn con, ta cảm ơn con nhiều lắm. Nhưng mà nếu đã tin ta, sao con còn khóc? Con mới khóc gì ông. Ngọc Bích, chị biết em rất là đau lòng trước những lời xúc phạm của Đức Tiên. Thay mặt nó cho chị xin lỗi em. Em đừng để bụng nha. Em cũng biết đó, Đức Tiên tánh nó bợp chợp, nói năng không có suy nghĩ gì hết mà. Một lần nữa, ta xin lỗi con. Dì đã nói rồi mà, má con nó vô trong cái nhà này á là có ý đồ. Dì nhìn người không có sai đâu. Nó mà còn tiếp tục ở đây, toàn bộ cái gia sản này có khi lọt vô tay của nó hết. Con phải tính cách nào đi Tiến à? Con biết cách nào bây giờ gì? Dễ quá mà con. Thì sẵn cái chuyện này á, con cứ làm cho lớn lên rồi tống cổ má con nó ra khỏi nhà, như vậy là yên chuyện. Mà lần này ba con có lỗi, miệng mồm nào mà ba con dám binh vực con nhỏ đó. Con cứ nghe theo lời của dì, nghe quậy cho tưng bừng lên. Có gì á thì dì với cậu được sẽ phụ quả vô, đuổi cổ con nhỏ Ngọc Bích nghe. Rồi sẵn đó, con buộc ba con chuyển toàn bộ tài sản qua cho con đứng tên nhé. Ơi, cũng may á là đám cưới của chị hai con, vì chịu tan má nó mà phải đình lại. Chứ nếu không, ba con cũng chia nửa gia tài cho nó rồi. Con phải làm dứt điểm đi, nghe không con? Đó, vì tính vậy đó, là vẹn cả đôi bề. Vừa nắm giữ được tài sản, vừa đuổi được con Ngọc Bích đi. Đuổi con Ngọc Bích ra khỏi nhà? Trời ơi, dì nói nãy giờ mà con không hiểu gì hết hả? Đuổi được con Ngọc Bích đi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi hết thôi con à. Con sao vậy? Sao? Con còn thương tiếc gì nó nữa? Trời ơi, nó là cái thứ quỷ quyệt. Nó ỷ nó có cái tướng mạo giống má của con đó, rồi bẹo hình bẹo dạng, khiến ba của con mê mẩn nó. Nó hòng chiếm đoạt hết cái gia sản này. Ơi, cái thứ con gái như vậy, con còn chần chừ gì nữa mà không tống khứ nó đi? Con không để cho nó đi dễ dàng như vậy đâu. Đức Tiến, Đức Tiến, nó nói vậy là sao? Là nó có đuổi con Ngọc Bích đi hay không trời? Không lẽ tận mắt chứng kiến cảnh như vậy mà nó còn tơ tưởng tới con quỷ đó? Không được rồi, không được. Mình phải kiếm cách, phải thúc giục nó. Nhất định không để cho nó dung dưỡng con quỷ này ở trong nhà. Em đừng bỏ tôi mà. Em đừng bỏ tôi. Ba, tôi cần có em. Buông ra. Ba làm cái gì vậy ba?
Cái này đâu có tội tình gì đâu mà cậu chủ trút giận lên nó vậy. Muốn đạp thì đạp cho trúng đối tượng chứ. Cậu muốn cái gì đây? Cậu chủ, tuy hiện nay cậu không kêu tôi bằng cậu, cũng không cho tôi gọi cậu bằng con như lúc trước, nhưng mà với tôi, cậu vẫn là đứa cháu mà tôi hết mực thương yêu ha. Dẫu gì thì mình cũng đã sống bên nhau mười mấy gần 20 năm rồi, có phải không cậu? Bỏ ra. Cậu muốn nói cái gì thì nói đại đi, đừng có vòng vo nữa. Có thể là cậu không tin, nhưng mà tôi lúc nào cũng muốn tốt cho cậu. Cái sự việc mà cậu vừa chứng kiến đối với cậu là bất ngờ, nhưng mà đối với tôi, tôi đã nhìn ra từ trước. Tôi nói mà cậu có chịu tin đâu. Đàn bà con gái thời nay quỷ quyệt lắm. Để đạt được mục đích, cho dù là ông già 70-80 tuổi, nó cũng không có từ nữa. Huống hồ gì cha của cậu đang tuổi sung mãn. Ông nói cái gì hả? Ông nói cái gì? Cậu cứ bình tĩnh đi. Cái gì vậy? Bởi vậy dì mới biểu con đuổi má con nó đi. Có như vậy mới giữ được cái gia tài. Gia tài, gia tài? Ngoài chuyện gia tài ra hai người còn cái gì để nói nữa không? Thì đuổi con Ngọc Bích đi, cũng là để giữ gìn danh giá cho gia đình, để bảo vệ ba con khỏi cám dỗ của nó. Nè, chứ không á, tôi e là một ngày không có xa hai cha con chém giết nhau vì một con ở nợ. Nhưng đó thì thôi rồi, mất hết. Ông nói cái gì hả? Tiến, ông còn nói thêm câu nào nữa thì đừng có trách tôi. Thì thôi, ông nói thì ông nói. Hả? Cậu được cũng gì lo cho con, sao con đối xử với cậu như vậy? Con không cần. Nè, anh nghĩ giờ đây khó mà lấy được gia tài từ tay thằng cháu hờ của em lắm. Đừng có hy vọng chi cho uổng công. Vậy anh muốn bây giờ em phải làm gì? Nhân lúc gia đình của họ lộn xộn, mình quơ một bớ rồi cáo chạy xa bay. Không được. Nếu lấy thì cũng chỉ lấy được tiền bạc với vàng dòng, mà mấy thứ đó đâu có đáng bao nhiêu so với sản nghiệp của ổng. Em đã bỏ hết công sức, thậm chí em hy sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình vì chuyện này. Em quyết phải đạt cho bằng được. Tùy em. Anh thì không còn hứng thú gì nữa hết. Để rồi coi. Em sẽ làm được. Nhất định em sẽ làm được. Chị Tám à, chị biết là con Ngọc Bích không phải là loại gái lẳng lơ, đúng không chị? Đúng. Tôi biết, tuy má con chị mới vô ở một thời gian, nhưng mà tôi biết rõ tánh ý của hai người. Với lại á, ông chủ Lâm là người như thế nào, tôi còn lạ gì nữa. Bởi vậy, tôi đâu có tin hết những lời của quản gia nói. Tôi cảm ơn chị đã thương má con tôi mà không nghĩ xấu cho con Ngọc Bích. Cô Ngọc Thủy cũng đã giải thích rõ hết rồi, chị đừng có buồn nữa nghe, chị lụa. Dạ dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn chị nha. Dạ thưa cậu chủ, cậu ba, cậu muốn ăn gì để tôi dọn à? Ủa, bà cũng còn biết thân phận của bà trong cái nhà này hả? Dạ thưa cô, tôi lúc nào cũng biết thân phận của tôi mà. Thôi, đừng có làm bộ làm tịch. Trước mặt cậu chủ đây á, bà làm ra cái vẻ tội nghiệp, đáng thương, sau lưng lại xúi con gái làm những chuyện động trời. Cô nói vậy oan ức cho má con tôi quá. Má con tôi lúc nào cũng chỉ làm tròn bổn phận tôi tớ thôi, chứ không dám có ý gì hết á. Nè, bà đừng có tưởng là tôi không nhìn thấy. Từ ngày bà chủ mất, bà lúc nào cũng sắp xếp để con Ngọc Bích thân cận với ông chủ. Ủa, bà còn nhớ không, cái bữa mà tôi biểu bà pha nước cho ông chủ ngâm chân, bà sàng qua sàng lại, rồi cuối cùng con Ngọc Bích cũng phải đem nước lên cho ông. Dạ
rõ ràng quá rồi, bà còn chối cái gì nữa? Dạ cái đó là thưa Đức Tiến à, con xét kỹ lại đi, coi coi con có nhận ra được điều gì hay không. Dạ, cô quản gia nói vậy thật là oan ức cho má con tôi. Bà còn nói oan ức cho má con bà hả? Cậu Đức Tiến trước giờ luôn ăn nói bạc mạng, đâu có chịu suy nghĩ trước sau gì đâu. Cứ nói cho hả dạ rồi thôi à. Ngọc Bích đừng có bận lòng gì nữa. Tôi nghĩ cậu chủ không cố tình đâu. Anh còn bênh vực cho cậu ta nữa hả? Có ai bắt buộc cậu ta nói đâu mà không cố ý. Tôi nghĩ cậu chủ chỉ vì... Má, gặp con ở đây má mừng quá. Có chuyện gì mà má kiếm con gấp vậy? Cậu chủ á, cậu đi đâu mất từ sáng tới giờ không thấy về nhà, má lo quá chừng luôn à. Cậu ta lớn rồi, có phải con nít đâu mà má lo. Con nói vậy sao phải, cậu chủ tuy lớn nhưng mà tánh tình như con nít vậy đó. Con biết cậu xấu cái nết đói mà, sáng giờ cậu chưa ăn gì hết trơn á, rồi đi miết tới giờ đó. Nè, con kiếm cậu chủ giùm má đi. Cậu chủ có chân, tự đi thì tự biết đường về. Con không kiếm đâu. Má đừng có lo cậu chủ chết đói. Cậu thiếu gì tiền? Trời ơi, cậu chủ để quên bóp ở nhà không có đem theo. Má lo lắm. Bích à, má biết là cậu chủ hiểu lầm. Má sợ cậu chủ là từ cái sự hiểu lầm đó rồi hành động nông nổi không chừng á. Đi, đi kiếm cậu chủ giùm má đi. Ngọc Bích à, tôi cũng lo giống bác gái á. Hay tôi với Ngọc Bích chạy đi kiếm cậu chủ nghe. Anh giúp giùm tôi nha. Ừ. Má về đi, con kiếm cậu chủ về liền giờ. À, cậu không sao đâu, má đừng lo nha. Ờ, vậy bây giờ Ngọc Bích đi hướng này đi, tôi đi hướng này nha. Ừ. Con đi kiếm giùm má nha. Má về đi, con đi kiếm cho. Ờ, dạ. Gặp rồi cho má hay liền nghe. Xin trời Phật phù hộ độ trì cho con trai tôi được bình an. Mô Phật. Trời ơi là trời, đi về rồi cũng không biết soạn đồ ra cho mấy đứa nhỏ nó giặt nữa. Để thúi thúi quắc ở trong đây. Bởi vậy đàn ông thiệt. Mày vẫn không bỏ được cái tật mèo mỡ hay sao? Sao? Có chuyện gì đây? Làm gì mình nhìn anh dữ vậy? Sao có gì? Nói nghe coi. Cái gì đây? Ôi. Anh còn đường nào để chối cãi nữa không? Còn ngồi uống nước được nữa hả? Khát nước thì uống chứ có gì đâu mà không được hả em? Anh nói đi. Hôm trước về Sài Gòn anh lại tằng tiểu với con nào phải không? Em làm cái gì vậy? Mà nếu có thì đã làm sao? Anh dám nói với tôi bằng cái giọng, anh bằng cái giọng đó hả? Anh coi tôi là cái gì của anh? Tôi là cái gì của anh? Tôi là đàn ông mà, lại đang ở tuổi sung mãn nhất của cuộc đời nữa. Vậy mà em buộc tôi phải ăn nằm lén lút, bữa có bữa không. Làm sao cái thằng đàn ông này chịu nổi chứ? Ủa, tôi đi chơi bời với người khác cũng là lẽ đương nhiên thôi. Còn tôi thì sao?
Anh tưởng tôi không muốn công khai mối quan hệ của mình hả? Tôi còn muốn hơn anh nữa kìa. Nhưng mà tôi phải dằn lòng, tôi phải đè nén tất cả. Tất cả cũng vì tương lai của chúng ta, tương lai của anh ở trong đó đó. Anh không thương tôi hả? Thương. Anh thương lắm chứ. Nè, nếu mà anh không thương em, anh bỏ về Sài Gòn lâu rồi. Em cũng thấy là suốt thời gian qua, anh phải nhìn sắc mặt của thằng nhảy đanh kia mà sống. Tất cả là vì em, tôi phải cắn răng chịu đựng, em hiểu chưa? Em yên tâm đi, hiện tại trong lòng của anh chỉ có một mình em thôi. Còn những người đàn bà khác chẳng qua là để giải quyết nhu cầu của đàn ông hả? Nhưng em hiểu tính cách nào thì tính. Nhanh nhanh, kéo dài thời gian quá là anh không bảo đảm được điều gì đâu á nghe. Chú, đi chỗ khác chơi, tao muốn yên tĩnh. Mày bị điếc hả? Tôi nói mày đi chỗ khác chơi. Mọi người đang tìm kiếm cậu khắp nơi, cậu nên về nhà đi, đừng để họ lo lắng. Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao hả? Tôi nào dám. Tôi chỉ khuyên cậu đừng cư xử như con nít thôi. Mày dám nói tao con nít hả? Mày có tin tao đánh chết mày không hả? Tôi nói cậu cư xử như con nít á là tôi nói sai rồi. Bởi con nít á, trong lòng nó là sao thì nó biểu lộ ra y vậy. Còn cậu thì khác. Mày biết cái gì về tao mà dám nhận xét tao? Có một điều ở cậu mà tôi biết rất rõ. Tôi biết cậu đang đau khổ về điều gì. Thì ra ngoài cái việc cày cấy bẫy chim ra, mày còn làm luôn cái nghề thầy bói hả? Cậu có biết những lời nói của cậu á làm cho Ngọc Bích đau lòng lắm không? Đau lòng? Đau lòng vì không đạt được mục đích đúng không? Cậu nghĩ Ngọc Bích là loại người đó sao? Tôi tin Ngọc Bích á, trong lòng cậu không phải là người xấu. Muốn nói gì với Ngọc Bích á thì cậu thẳng thắn nói ra, đừng làm khổ cô ấy nữa. Tôi sẽ không nói cho ai biết là cậu đang ở đây. Còn muốn về hay không á là tùy cậu. Ngọc Bích đang tìm cậu khắp nơi đó. Chị ngồi đây sao chị lại khóc? Ai ghẹo chị hả? Chị đâu có khóc đâu, cũng đâu có ai ghẹo chị. Em thấy nước mắt mà. Ai ghẹo chị em mấy anh hai luôn à? Tại vì bụi bay vô mắt cho nên là nước mắt chị chảy thôi, chứ chị đâu có khóc đâu. Bụi bay vô mắt hả? Ừ. Vậy kêu anh hai thổi ha. Đi chị. Ơ nè. Chị hết rồi, không sao đâu. À, nãy giờ em có nhìn thấy cậu chủ Đức Tiến ở đâu không?
Dạ không thấy. Vậy em đi về đi, chị đi kiếm cô chủ nha. Dạ. Ủa, cô chủ, cô chủ. Vậy mày? Chị kiếm. Chị nào kiếm tao? Chị xinh đẹp kiếm. Chị xinh đẹp kiếm tao hả? Dạ. Chị xinh đẹp khóc. Cái gì? Chị xinh đẹp khóc hả? Dạ. Chị nói là bụi bay vô mắt, nhưng mà em biết là chị khóc. Chị xinh đẹp ở đâu? Chị xinh đẹp, chị mới đi kia kìa. Ông ơi. Ông. Chị ăn miếng cháo cho khỏe nha ông. Để đâu cho ta. Ông. Không cần đâu, ta tự ngồi được rồi. À, để con rút cho ông nha. Con đưa đây cho ta. Đức Tiến về chưa con? Dạ, cậu chủ đi chưa về? Nó đi đâu từ hồi sáng cho tới bây giờ? Không được, ta phải đi tìm nó, để nói chuyện cho rõ ràng với nó. Ông à, ông còn yếu lắm, để con đi tìm cậu Đức Tiến về cho ông. Ta phải đi tìm Đức Tiến. Ông à, ông ơi, ông còn yếu lắm, ông nằm nghỉ đi ông. À, ông ơi, ông. À! Mày cầm đi. Ngọc Minh xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Ngọc Minh xấu xa thì có. Mày nói đi. Ngọc Minh xấu xa. Ngọc Minh xinh đẹp. Mày. Ngọc Minh xinh đẹp. Ngọc Minh xinh đẹp. Ủa, cái lồng chim của mình đâu rồi? Nói cho tao biết đi, Ngọc Bích có phải là người xấu xa không? Mày nói cho tao biết đi, được không? Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Cậu chủ. Cậu chủ ơi. Cậu chủ. Mày nói đi, Ngọc Bích có phải là người xấu xa không? Mày nói đi, có đúng không vậy? Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Mày. Cậu chủ ơi. Cậu chủ ơi. Cậu chủ.
cậu chủ ơi. Cậu chủ. Bà nhớ con không? Con là Ngọc Bích nè. Bà, bà ơi, con là Ngọc Bích nè. Bà, bà chú, con bà là chú. Ngọc Bích nè. Ngọc Bích nè bà. Bà không nhớ con hả? Bữa hổm con đem khoai tới cho bà đó. Bà nhớ chưa? Ngọc Bích, không phải bà chú à? Con là Ngọc Bích nè. Con là Ngọc Bích nè. Con ở đợ cho nhà ông bà chủ Lâm nè. Bà nhớ chưa? Nhớ rồi. Bà nhớ con rồi đúng không? Vậy bà đừng sợ nữa nha. Bà ra đây đi. Ra đây đi bà. Bà. Bà ơi. Bà. 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 Bà sao vậy bà? Bà ơi. Bà bị sao vậy? Chết rồi. Bà bị cây cào chảy máu rồi. Con đưa bà về rửa vết thương nha. Không được rồi. Thôi con cõng bà. Bà leo lên lưng con đi. Con cõng bà nè. Bà leo lên đi. Đến ra. Bà nằm nghỉ ngơi nha. Lát nữa con gom củi khô cho bà nha. Bà nhớ, từ nay nhìn thấy con bà đừng có hoảng sợ nữa nha. Con là Ngọc Bích chứ không phải là bà chủ. Nhưng con nghe mọi người nói á, bà chủ hiền lắm. Sao bà lại sợ? Vậy thôi, con đi gom củi khô cho bà nghe. Cậu chủ. Cô muốn gì? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Giữa tôi với cô có gì để nói với nhau? À, muốn biện minh cho hành động xấu xa vừa rồi của mình hả? Tôi chưa từng làm sai điều gì, cho nên tôi không cần biện minh gì hết. Chính mắt tôi nhìn thấy mà cô còn chối được hả? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tôi mong cậu đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm hả? Muốn người khác đừng hiểu lầm mình, tại sao cứ sắp lại gần ba tôi hoài vậy hả? Đã bao nhiêu lần tôi cảnh cáo cô rồi, cô phải tránh xa ba tôi ra, tại sao cô không nghe tôi hả? Tôi là người ở trong nhà của cậu. Ba cậu là người trả tiền cho tôi. Lúc mà ba cậu ốm đau bệnh tật, tại sao tôi lại ở xa đứng nhìn chứ? Nhà của tôi không thiếu người. Không có cô cũng sẽ có người khác hầu hạ ba tôi. Cô đừng có kiếm cớ để lại gần ông. Được, cậu muốn nghĩ sao về tôi cũng được hết á. Nhưng mà cậu phải tin ba cậu chứ. Đúng, tôi tin ba tôi là người đàng hoàng. Nhưng trong lúc này ổng đang cô đơn buồn khổ, ai mà biết được ổng có chống chọi với lại cám dỗ được hay không. Cô đứng lại đó cho tôi. Tôi đang nói chuyện với cô. Cô đi đâu? Tôi có nói gì á thì cậu cũng không nghe đâu. Lúc nào á cậu cũng cho cậu là đúng hết. Vậy thôi, cậu muốn nghĩ sao tùy cậu. Tôi không sống hổ thẹn với lòng là được rồi. Cô, cậu cho tôi hỏi, cái lòng chim sáo của tôi á, cậu đem đi đâu rồi? Tôi bóp chết đó rồi. Đồ
tôi độc ác. Chị hai con đi Sài Gòn rồi, vì đặc biệt sai tụi nó nấu mấy món mà con thích. Con ăn nhiều vô nghe. Dạ mời cậu. Ăn đi con, ăn nhiều vô đó. Dạ ông chủ xuống ăn cơm. Ông muốn ăn cơm với cậu chủ. Để mai lấy thêm chén. Dạ, anh ngồi đây nghe. Má để con. Lâu lâu mới có dịp hai cha con ngồi ăn cùng nhau như vậy. Ăn đi con. Lát ăn cơm xong vô nói chuyện với ba chút nha. Con nói Tiến à. Tiến. Tiến à. Anh đừng giận. Nó còn con nít mà. Để từ từ rồi tôi khuyên nó. Ông à, ông phải ráng ăn chút nha ông. Tanh nuốt không trôi đâu. Bích, dọn cơm xuống. Dạ. Để tôi dìu anh cho. Anh uống miếng trà đi anh. Thấy hai cha con anh ra nông nổi này, thiệt tôi rầu hết sức à. Sao nó có thể nghĩ ba nó là người tệ hại tới mức đó? Anh đừng trách nó. Đức Tiến tuy nông nổi, nhưng tôi tin chắc nó yêu thương anh. Nó biết anh không phải người xấu. Ơi, ngặt nổi con nhỏ đó, cứ bẹo hình bẹo dạng trước mặt anh hoài. Nó khó chịu là khó chịu chỗ đó đó. Ngọc Bích đâu có lỗi gì trong chuyện này. Con bé cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Anh không biết đâu. Trước mặt anh thì má con nó làm ra vẻ đáng thương vậy thôi. Chứ thật ra em đâu có lạ gì cái Quân đó chứ. Mà thôi đi, nó tốt hay xấu thì kệ nó. Quan trọng là tình cảm cha con của anh kìa. Không lẽ vì một đứa không ra gì mà tình cảm cha con anh rạn nứt sao? Tôi tính như vậy, anh nghe thử coi đặng không nghe. Chị tính sao? Tôi tính hay là anh đuổi phứt má con nó ra khỏi nhà đi. Lúc đó mọi chuyện hiểu lầm trong cái nhà này sẽ chấm dứt. Căn nhà sẽ trở lại bình yên như trước. Đuổi má con nó đi là tốt nhất đó anh à. Người ta đâu có tội lỗi gì, sao lại đuổi người ta đi chứ? Tôi biết là anh tốt bụng, anh thương người. Nếu anh áy náy thì thôi, anh cứ cho má con nó một ít tiền, hoặc là mua cho một chiếc xuồng để làm kế sinh nhai. Như vậy là tốt quá rồi còn gì. Quyết định như vậy nghe anh, để tôi biểu má con nó. Tôi cần yên tĩnh một chút. Xin cầu chủ bình tâm mà suy xét lại. Ngọc Bích luôn quý trọng ông chủ, vì ông chủ là người ơn của má con tôi. Không đời nào nó có ý định trèo cao vậy đâu cậu. Bà đừng có biện minh cho con gái của bà. Tôi không có muốn nghe đâu. Cậu à, để tôi... đi. Biết điều thì bà phải ngăn không cho con gái bà tới gần ba tôi. Nếu bà không làm điều đó, tôi sẽ không để cho bà yên đâu. Bà nhớ đó.
Dạ. Cậu có gì sai biểu tôi hả? Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Cô đi ra ngoài với tôi một lát đi. Xin lỗi cậu, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng mà tôi... Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với cô mà. Cái con kia, mày còn đứng ỏng ẻo ở đây để làm cái giống gì nữa? Sai nấu có ấm nước hà, mà đứng lúc cả buổi ở dưới đây. Làm ơn đem lên chăm trà cho ông kìa. Dạ. Tiến. Con qua đây vì nói chuyện với con một chút. Đi, ngồi xuống. Chuyện gì vậy dì? Sao con không nghe lời dì vậy? Dì muốn nói chuyện gì với con? Thì chuyện thúc giục ba con chuyển hết tài sản cho con đứng tên. Nhân cơ hội này, con tống cổ má con nó ra khỏi nhà. Con cứ xìu xìu ởn ởn như vậy hoài là chết luôn á. Trời ơi trời, con sao vậy? Hả? Con đang nghĩ cái gì? Trời ơi, dì thì đang lo thắt ruột thắt gan, còn con thì cứ ơ hờ như là chuyện của ai đâu á. Nè, Ngọc Thủy nó đi Sài Gòn về, cho biết là chồng tương lai của nó sẽ mở cái nhà thương. Lỡ như mà ba con chia tài sản cho nó rồi làm sao? Dì biểu con làm sao đây? Bây giờ ba con đang bệnh mà, muốn gì cũng phải đợi ba con khỏe lại mới được chứ. Dì ơi, dì đừng có nói chuyện tài sản với con nữa, con nhức đầu lắm luôn á. Ba con muốn cho ai thì cho, con không cần. Trời đất ơi, con nói bậy bạ cái gì vậy? Nè, con có biết là má thôi, con... Thôi dì ơi, con đã nói gì đừng nhắc vụ tài sản với con nữa mà, con mệt lắm. Để ba con khỏe lại đi, rồi con tính. Tí. Còn cái vụ kia, con tính làm sao? Nhân cái vụ lùm xùm này, tống cổ má con nó đi cho khuất mắt. Bây giờ chỉ cần con lên tiếng là ba con không dám ngăn cản. Đuổi nó đi đi con. Đi. Trời ơi, Tiến. Trời ơi trời, riết rồi cái nhà này không có ai nghe tôi nói hết trơn á. Tôi không có quản được ai trong cái nhà này nữa rồi. Ăn đi, ăn no đi rồi tao trả mày về cho cô chủ xinh đẹp của mày. Nè, no rồi đúng không? Bây giờ đi về với cô chủ xinh đẹp của mày nha. Ông Minh xinh đẹp, ông Minh xinh đẹp. Hay là để tao giải bày mọi chuyện trước đã. Mày chỉ có ở đây chờ tao nha. Xin lỗi cô chủ của mày xong á, là tao đưa mày về liền nha. Làm cách nào xin lỗi cổ đi? Đức Tiến. Ủa Đức Tiến, em ở đây hả? Ba muốn nói chuyện với em đó. Em lên gặp ba đi. Tôi biết rồi. Còn Bích, cô rảnh chưa? Tôi nói chuyện với cô chút được không? Tôi với chị Ngọc Thủy đi thăm mộ bà rồi. Cậu có gì sai biểu tôi không? Vậy thì thôi, không có gì. Chị, mình đi đi chị. Hay là em nói chuyện với Đức Tiến một chút đi, một lát mình ra thăm mộ cũng được mà. Tại vì cậu nói là không có sai biểu gì em hết á. Mình đi nha chị. Tiến nè, chị với Ngọc Bích đi một chút rồi về liền.
Em lên gặp ba trước đi, rồi nói chuyện với Ngọc Bích sau nha. Mình đi em. Phải rồi, mình nhờ chị Lụa nói vô giùm. Thế nào Ngọc Bích cũng hết giận mình, gì mà cũng không nghĩ ra. Chị Lụa, chị Lụa ơi. Dạ, dạ. Chị Lụa. Dạ, tôi ở đây nè cậu. Dạ, cậu kêu tôi có chuyện gì? Tại đây cầm giùm tôi đi. Dạ, cậu biểu gì cậu? Thôi dì làm tiếp đi, không có gì đâu. Phụ tôi coi. Bộ cậu giận hay gì ạ? Không có đâu. Cậu chủ mà giận á, đâu nhỏ nhẹ vậy. Làm cho xong đi rồi tôi lên coi cậu chủ kêu cái gì. Con xin lỗi, thật lòng con không có nghĩ xấu về ba. Tình hình này Qua thấy em khó mà sống tiếp trong cái ngôi nhà đó. Cậu Đức Tiến chắc chắn là không để yên cho má con của em đâu. Nghe lời của Qua đi, cuộc đời của em sẽ đổi khác. Qua bảo đảm má con em sẽ sung sướng. Còn em một bước lên tiên, tội gì mà em phải ở cái xứ này để chịu khổ như vậy. Qua cũng vì thương má con em nên muốn che chở thôi. Cảm ơn ông, má con tôi tự lo được, tôi không cần sự giúp đỡ của ông đâu. Trời, nè. Bỏ tay tôi ra. Nếu không tôi la lên bây giờ đó. Còn nữa, từ nay tôi xin ông đừng có phí thời gian nói những lời như lúc nãy nữa. Vô ích lắm. Ông không gây khó dễ cho má con tôi là tôi đội ơn ông lắm rồi đó. Nè, giỏi lắm, cô giỏi lắm. Nè, cô dự hơi ai mà nói năng danh giáo vậy hả? Cô tưởng cha con thằng Đức Tiến có thể che chở cho cô sao? Thật là tội nghiệp, tội nghiệp quá. Tỉnh lại đi, đừng có mơ nữa. Tôi nói thiệt, ngoài tôi ra. Nè, nè. Mày cứ chống mắt lên mà coi. Thằng Đức này phải thua một con ở như mày sao? Mới đi ngoài đồng về hả anh ba? Cũng mới về về luôn. Này à, năm nay coi coi sao, có trúng mùa không? Trời ơi, không biết trúng hay không anh ơi. Cậu chủ, cậu chủ ơi. Cậu chủ. Hiểu coi. Mày đi câu cá hả? Dạ. Có câu được cá không? Dạ có, còn cá lóc bự chảng luôn. Cậu xem nè. Ừ. Chà, con cá bự quá ha. Cá này mày đem bán hay là để nhà mày ăn? Cậu chủ giỡn hoài. Con cá lóc bự chảy như vậy đời nào mà nhà con dám ăn. Đem bán lấy tiền mua thứ khác nữa chứ. Vậy hả? Bán cho tao đi. Yên tâm đi, tao trả tiền cho mày đàng hoàng. Mày muốn bao nhiêu thì tao cũng mua hết á. Nhưng mà mày phải làm theo ý của tao mới được. Là sao? Con không hiểu. Qua đây. Mày làm được không? Tưởng gì, chuyện nó với hạt, con làm được. Giỏi.
Tiền của mày nè. Dạ, con cảm ơn cậu. Dì Tám ơi, dì Tám, dì Tám ơi, dì Tám. Gì mày? Má con biểu con đem cá lóc qua cho dì Tám nấu cháo cho ông chủ, để bà bổ cho ông chủ. Chèn đét ơi, cá lóc bự chản à, sao má không để bán đi? Má con nói ông chủ đang bệnh nên đem qua bồi bổ cho ông chủ. Rồi được rồi, con đứng chờ nha, Tám đem tấm trình ông chủ cái nha. Dạ. Có cơm chưa chị Lụa? Dạ sắp có rồi ông. Ừ. Dì Lụa. Vậy con? Cậu chủ dặn tối nay dì Lụa ra bờ ao, có chuyện quan trọng lắm, dì nhớ ra gặp cậu chủ nha. Dì Lụa nghe rồi, dì Lụa biết rồi. Thưa dì Lụa, con về. Về đi con. Đức Tiến có chuyện quan trọng gì mà phải nói riêng với mình vậy kìa? Hay nó biết mình là má nó? Không, làm sao mà nó biết được? Phải rồi, chắc là chuyện của Ngọc Bích. Đúng rồi. Má nói chuyện với ai vậy? Má lẩm bẩm một mình thôi á mà. Cái lồng chim sáo của con đâu rồi, mấy bữa nay má không thấy? Cái đó là của cậu chủ, đâu phải của con. Ủa, má tưởng là cậu chủ cho con rồi mà. Cái người ích kỷ đó mà cho ai chứ? Má thấy cậu Đức Tiến đâu có tệ như con nói đâu. Má cũng bên cho cậu ta nữa. Cậu ta không những ích kỷ mà còn tàn nhẫn nữa. Ghét con thì thôi, bắt chi bóp chết con chim sáo của con chứ, nó có tội gì? Ủa, cậu chủ bóp chết con chim sáo hả? Nó có tội gì? Ủa, cậu chủ bóp chết con chim sáo hả? Không có lý nào. Má còn tưởng là cậu chủ biết mình nghĩ quấy cho con nữa mà. Sao má lại nghĩ vậy? Tại cậu biểu là có chuyện quan trọng, tối nay muốn gặp má để nói. Chuyện quan trọng gì mà tối mới nói được? Để con đi hỏi cậu. Bích à, cậu chủ muốn nói chuyện với má thì cứ để cậu nói thử coi làm sao. Lỡ rồi cậu kiếm chuyện với má rồi sao? Không có đâu mà, con đừng có lo, cứ để má gặp riêng cậu. Biết đâu những cái chuyện hiểu lầm được gỡ bỏ hết rồi sao? Má muốn gặp thì gặp, tùy má. Má tình cậu ta chứ còn hết tình nổi rồi. Ăn đi con. Nè, ngon lắm, ăn. Con đang chờ ai hả? Đâu có, con đâu có chờ ai đâu. Sao vậy? Con no rồi, con đi chơi chút nha. Ăn xong đi rồi đi. Thôi con ngán con cũng ăn đâu. Cậu. Em chọc giận nó cái gì vậy? Ai mà dám chọc nó. Lóng rài á, em phải chiều nó từng chút một. Anh, nhân cơ hội thằng Tiến nó đang oán hận con Ngọc Bích, anh phải giúp em làm sao để đuổi má con nhỏ đó đi đi. Ngén, chứ cứ để lần khần. Cái vụ này mà êm rồi là mình thua luôn á. Em cứ yên tâm đi, anh nghĩ mọi việc sẽ được như ý em.
Bây giờ anh phải ra ngoài đó coi mấy cái lặm lúa tụi nó canh chừng cẩn thận không hả? Chị Lụa, chị Lụa. Hả? Ngoài chợ có gánh hát gì à? Chị đi coi với tôi nghe. Trời đất ơi, sao hôm nay nổi hứng rồi đi coi hát vậy? Không giấu gì chị, còn cháu gái tôi á, được gánh hát mướn á hả, để giặt ủi quần áo cho họ. Nó quen hết mấy người soát vé. Tôi với chị mà vô coi á, không tốn tiền. Chị đi với tôi nghe, để tôi lên tôi xin phép ông chủ. Thôi thôi, tôi không có đi được. Trời, sao vậy? Có tốn cách nào đâu mà chị lo. Đi coi cho biết với người ta chứ chị. Thiệt tình tôi cũng muốn đi coi cho biết lắm, mà ngặt cái tối nay có công chuyện rồi, không có đi được. Tối rồi mà còn công chuyện gì nữa? Hay cô quản gia sai chị làm việc gì đúng không? Không phải, chuyện riêng của tôi. Vậy thôi, tối mai đi với tôi nghe. Đoàn hát còn ở cả tuần lận. Được vậy thì hay quá. Nào giờ tôi không được coi hát hò gì hết trơn á. Tối mai đi ha. Vậy nha, tối rồi. Mai đi với tôi. Rồi không rồi. Từ chối nữa nghe không? Tôi về á. Ngọc Thủy à? Dạ. Qua đây với ba. Dạ ba. Con ngồi đi. Dạ. Ba sẽ cho con xả tang sớm để lo chuyện cưới gả. Dạ, không cần phải gấp rút vậy đâu ba. Con xin được để tang má cho đúng với phong tục lâu nay của người mình. Cậu Quy chuẩn bị mở bệnh viện riêng, rất cần có người phụ nữ bên cạnh để giúp đỡ con à. Má con ở trên trời chắc cũng không muốn đám cưới của con phải quản lại tới mãn tang đâu. Ba đừng có lo, anh Huy với ba má ảnh cũng muốn con giữ tròn đạo hiếu. Với lại thời gian này con cũng muốn ở lại bên cạnh ba để chăm sóc cho ba. Con đừng lo cho ba. Ba đã lấy lại tinh thần rồi, nay mai ba sẽ bình thường lại thôi. Vả lại trong nhà còn có Ngọc Bích và Đức Tiến nữa, con lo cho ba làm gì? Đức Tiến nó vẫn chưa chịu nói chuyện với ba nữa con à.
Ba, em con nó sẽ nghĩ thông mọi chuyện nhanh thôi. Ba tin con nghe. Ừ. Ngọc Bích rất nghe lời của dì Lụa. Mà dì Lụa là người lớn, dễ thông cảm. Mà coi bộ dì Lụa rất thương mình. Nếu dì Lụa nói, chắc chắn cổ sẽ không giận mình nữa. Sao giờ này dì Lụa vẫn chưa ra nữa ta? Hay là Ngọc Bích ngăn không cho dì Lụa ra đây gặp mình? Nếu đã vậy mình sẽ nói thẳng với Ngọc Bích, không có việc gì phải xấu hổ hết. Đang còn rất buồn chuyện của Đức Tiến. Nhưng mà thôi, em đừng có buồn nữa. Đức Tiến đâu phải là đứa không biết suy nghĩ đâu. Có điều tánh tình của nó xưa giờ nông nổi. Khi bình tâm lại, nó sẽ nhận biết được ai sai ai đúng thôi em à. Dạ, cậu chủ nghĩ sao vậy em cũng được. Em không buồn cậu đâu. Em chỉ buồn vì chuyện tại em mà ông chủ với cậu chủ. Mọi người ơi, cứu rồi. Có chuyện gì kìa? Ba, từ từ thôi ba. Mà cậu tới đây để làm gì nữa hả? Tôi lo cho dì Lụa nên tôi tới đi đây. Đi đi, đừng làm bổn mẹo khóc chuột ở đây. Cậu về đi. Ngọc Bích à, tôi làm ơn cậu, làm ơn để yên cho má con tôi đi. Đi về đi. Má tỉnh rồi hả má? Mừng quá má. Mừng quá má tỉnh rồi. Má, cô là ai? Tôi đang ở đâu? Má, cô là Ngọc Bích nè. Má không nhận ra con hả má? Má, má, má ơi, má không nhận ra con hả má? Dì Tám. Hả? Dì Tám coi chừng má giùm con nha. Má con đã gì lo? Dạ. Tôi về nha. Dạ. Dạ con mời thầy. Thầy, tình trạng sức khỏe của má con sao thầy? Con đừng quá lo lắng. Do bị chấn động mạnh vào đầu cho nên má con tạm thời bị mất trí nhớ, nhưng mà không ảnh hưởng tới tính mạng. Vậy chừng nào má con mới nhớ lại mọi chuyện hả thầy? Điều này
ta không thể nói chắc được. Cũng có thể là một hai ngày, cũng có thể là một hai tháng, hoặc là lâu hơn. Thầy, có khi nào má con không nhớ lại mọi chuyện luôn thầy? Con đừng quá đổi tuyệt vọng. Con cứ cố gắng trò chuyện thường xuyên với má, nhắc cho bà ấy nhớ lại những chuyện đã qua. Đó cũng là cách giúp bình phục nhanh cho bà ấy. Thôi, để ta lên trên nhà mà báo cho ông chủ biết về tình trạng bệnh của má con, rồi ta ghi toa để cho con bốc thuốc. Dạ, con cảm ơn thầy. Ngọc Bích. Cậu vui lắm đúng không? Từ trước đến nay cậu luôn coi tôi là con rối trong tay cậu, có đúng không? Tôi đã từng hứa với lòng, cho dù cậu có làm gì, có đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng không giận cậu, không ghét cậu. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu không chỉ đối xử tàn nhẫn với tôi, mà còn tàn nhẫn với ba của cậu, với má của tôi nữa. Tôi không thể tha thứ cho cậu. Cả đời này tôi cũng không tha thứ cho cậu. Ngọc Bích à, con nghe tôi nói đi. Không phải là tôi làm đâu, tôi không có làm đâu Ngọc Bích à. Cậu buông ra. Ngọc Bích à, không phải là tôi mà. Ông trời ơi, tôi phải làm sao đây? Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt mày ủ dột vậy? Đang bực mình muốn chết. Thôi, uống miếng nước. Chuyện gì nữa? Nói anh nghe coi. Em hỏi anh chứ. Ông Lâm á, hết rước đốc tờ, rồi bây giờ mời thầy Lan về điều trị cho cái bà già mặt quỷ đó. Anh nói coi em có tức đến ói máu không? Trời ơi, chỉ là một bà già ở đợ thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không? Không chừng cái chuyện thằng Đức Tiến nó nghi ngờ là thiệt cũng nên. Ủa, ý của em là sao? Anh, có khi nào ông Lâm ổng muốn cưới Ngọc Bích làm vợ ba thiệt? Tào lao. Cái gì? Tự nhiên sao nổi nóng với em? Không. Anh bực mình. Tại vì em nghĩ ba cái chuyện lung tung, nổi nóng, làm mấy cái chuyện nó rối ren hơn không à. Nhưng mà nè, nếu mà thằng Đức Tiến nó cũng có ý nghĩ đó giống như em như vậy thì quá tốt. Hay là em cứ nói vô ý như vậy, bắt nó phải nghĩ như vậy, được không? Em đang lo đây nè. Mấy bữa nay á, ông Lâm đâu có thèm nhìn tới mặt thằng Đức Tiến. Bây giờ nó mà quậy thêm nữa, ổng từ mặt nó luôn. Nè, em cũng đừng có quên, thằng Đức Tiến là con trai độc nhất của ổng, lại là con của người vợ mà ổng hết mực yêu thương quý trọng. Cho dù nó có làm gì có lỗi đi chăng nữa thì ổng cũng không bao giờ từ nó đâu, em đừng có lo. Mà cái thằng này nó làm em bất ngờ thiệt. Mấy bữa trước em nghe nó hăm dọa bà Lụa, cứ tưởng là nó chỉ dọa thôi, chứ ai mà dè nó dám làm thiệt. Thằng này cũng không phải đứa vừa đâu.
Con nói sao? Con muốn đi khỏi đây. Con xin phép ông, xin phép cô, xin phép cậu cho con đưa má con rời khỏi ngôi nhà này. Sao vậy Bích? Tại sao em lại muốn đòi đi? Con nói cho ta biết, lý do nào con muốn rời khỏi đây? Để bảo vệ má con. Con nghĩ mình không thể tiếp tục sống ở đây được nữa. Cô, thì ra cô vẫn nghi ngờ tôi là người gây thương tích cho má cô hả? Ta không đồng ý để má con rời khỏi đây. Nhưng má con bị tai nạn trong lúc đang ở nhà của ta. Ta phải có trách nhiệm chữa chạy cho bà ấy. Đến khi nào má con bình phục rồi, con muốn đi đâu ta cũng không cản. Ta hiểu tâm trạng của con, nhưng mà con đừng lo. Ta không để sự việc tồi tệ này xảy ra một lần nữa. Thưa ông, con... Ta hứa với con, ta sẽ làm hết sức mình để giúp má con hồi phục trở lại, cho dù tốn hao bao nhiêu tiền bạc. Đốc tờ và thầy Lan đều nói chứng mất trí nhớ của má con chỉ là tạm thời thôi. Con đừng quá lo lắng. Giờ thì con trở về chăm sóc cho má con đi. Bích, đi đi em. Dạ, con xin phép. Ba, con... Ta thật nhục nhã khi sanh ra đứa con độc ác như cậu. Ba, ta cũng rất hổ thẹn khi không tự mình tống cổ cậu vào tù. Ba cũng không tin tưởng con sao ba? Con đâu có làm đâu. Không là cậu thì ai vô đây? Đã độc ác lại còn hèn nữa. Có gan làm, sao không có gan nhận? Ba hả? Con có làm mà ba? Ba! Đức tiếng. Chị hai hả? Chị phải tin em không có làm mà chị hai. Chị tin em đi. Thật sự chị cũng không hề muốn tin em là thủ phạm. Nhưng rõ ràng tối hôm đó em hẹn dì Lụa ra bờ ao. Với lại ngoài em ra không ai có lý do gì để hại dì Lụa hết. Tại sao vậy? Tại sao tất cả mọi người đều không tin tôi? Chỉ lẽ tôi xấu xa tới mức độ như vậy sao? Hả? Đức Tiến, chị im đi. Ở trong nhà này ai coi tôi là con? Ai coi tôi là em? Tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi là người xấu. Tại sao vậy? Tôi đã nói là tôi không có làm mà. Trời ơi! Đức Tiến, Ngọc Bích à, cô nghe tôi nói đi được không? Tôi không phải là người hại dì Lụa đâu mà. Cô tin tôi đi. Tôi đã từng tin cậu. Tôi đã từng tự trách mình vì có ác cảm mà không nhìn thấy mặt tốt của cậu. Nhưng không ngờ những lời hăm dọa của cậu với má tôi, trước đó chính tay tôi nghe thấy. Cậu biểu má tôi tối đó ra bờ ao gặp cậu. Cũng chính tay tôi nghe má tôi nói lại, nếu không là cậu thì là ai hại má tôi ra nông nổi đó? Ai khiến cho má tôi không nhớ nổi con gái của mình? Ai cậu nói đi. Tôi không biết người đó là ai, nhưng mà người đó không phải là tôi. Tôi không có làm. Cậu đừng có giở trò mèo dẫn chuột ở đây nữa. Tôi từng tưởng cậu là người tốt, nhưng giờ tôi biết mình đã lầm. Cậu bóp chết con chim sáo vô tội của tôi. Cậu ra tay tàn độc với má tôi. Không phải là tôi mà. Cô nghe tôi giải thích đi có được không Ngọc Bích? Cô tin tôi đi có được không? Bỏ tay tôi ra. Không, tôi phải nói rõ ràng với cô ngày hôm nay. Nếu không tôi sẽ không buông tay cô ra đâu. Cô bỏ ra không? Không, cô hãy nghe tôi giải thích đi bà Ngọc Bích. Bỏ ra. Không, cô nghe tôi nói đi mà. Giờ bỏ ra không? Không. Yeah.
Ba, có khi nào em con nó bị oan không ba? Con nghĩ đi. Vì lũa suốt ngày ở trong nhà, tánh tình thì lại cam chịu, có làm phật lòng ai đâu. Thằng Tiến ngay từ đầu nó đã không ưa gì chị Lụa, còn thêm cái chuyện hiểu lầm vừa rồi nó càng ghét nhiều hơn. Con cũng nghe chính miệng nó hầm hè, nó không để cho bà sống yên lành kia mà. Ba, nhưng mà... Thôi, con đừng binh vực nó nữa. Bà đang cảm thấy xấu hổ với má nó, xấu hổ với mọi người vì không dạy được nó thành người đàng hoàng. Ngày nào bà Lụa còn chưa hồi phục thì ngày đó bà còn chưa tha thứ cho mình, chưa tha thứ cho nó. Cô là con tôi hả? Dạ. Vậy chồng tôi đâu? Ba cô á? Ba cô đâu? Sao tôi không nhớ gì hết kìa? Ba, ba đừng có kêu con bằng cô, đừng có xưng tôi với con như vậy, con đau lòng lắm má. Má à. Cô chủ à, sao cô chủ say xỉn dữ vậy? Mày tránh ra đi, tao không có cần ai giúp đỡ tao hết. Cô chủ, cô chủ ơi, cô chủ đi về nhà đi cô chủ. Chắc là người nhà đang đợi cô chủ đó. Tao không cần. Người nhà tao đợi tao. Mày lầm rồi. Không ai đợi tao hết. Đối với họ, tao là thằng xấu xa, thằng độc ác. Ai mà chờ đợi tao? Chắc cậu giận cậu nói vậy thôi. Chứ tôi thấy ông bà chủ, cô hai, cô quản gia, tất cả mọi người á đều thương cậu mà. Tao đã nói mày là thằng ngu, mày không biết gì hết. Thương tao hả? Vì tao thương tao, vì gia sản mà tao sẽ làm chủ. Còn ba tao, ông thương tao là vì nhớ tới má tao. Chị hai tao thương tao là vì bà giả bộ với ba tao thôi. Không ai vì tao hết, mày hiểu không? Tao cứ tưởng con nhỏ Ngọc Bích nó hiểu tao, nó tốt với tao là vì tao, chứ không phải là vì cái gì khác. Vậy mà nó cũng giống như những người khác mà thôi. Không phải hiểu tao hết, không ai tin tao hết. Tao có sửa đổi như thế nào, trong mắt của họ tao cũng chỉ là thằng tồi tệ. Không ai tin tao hết. Cậu chủ, tôi tin cậu mà. Mày tin tao? Mày tin tao sao? Mày biết cái mẹ gì mà tin tao? Tôi biết cậu rất thương Ngọc Bích, cho nên cậu không thể làm hại má của cổ được. Mày mới nói gì hả? Cậu chủ, thôi được rồi, để tôi đưa cậu về. Cậu mà tin tao hết, không ai tốt với tao hết. Thưa anh, tôi có chuyện muốn nói. Thằng Đức Tiến nó vẫn chưa về,
Tôi sợ nó uống say quá rồi nó té bờ té bụi. Anh cho phép tôi sai người đi kiếm nó về nghe. Nó có chân đi thì tự nó có chân về. Nhưng mà nó... Tôi đã nói, từ nay cấm mọi người nuông chiều, dung dưỡng những thói hư tật xấu của nó. Ai dám trái lệnh, đừng trách tôi phạt nặng. Bà ơi, mấy ngày hôm nay cứ về tới nhà là Đức Tiến nó say mềm mà. Con sợ cứ nêu cái đà này em nó sẽ hư hỏng mất đó ba. Bộ con tưởng nó chưa đủ hư hỏng hay sao? Ba à... Bà mệt mỏi lắm. Bà không muốn nghe thêm gì nó nữa. Để cho bà yên đi. Tao chưa có sai mà. Đi đâu vậy? Trời ơi, thằng Tiến nó về rồi. Mày đưa tao đi đâu vậy? Trời quản gia ơi. Dạ, cô chủ. Tiến sao vậy con? Tiến, trời, em sao vậy? Uống chi mà dữ em vậy? Em không biết cậu. Dạ, tôi thấy cô chủ ở ngoài đường say quá cho nên tôi kè cô chủ về. Dạ, cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Thôi đưa nó vô đi. Chào cậu. Trời ơi là trời. Mình nói cho tôi biết đi. Tôi phải dạy con bằng cách nào đây? Mình à... Má. Má có nhớ cái lần đầu tiên á mà má dạy con bới tóc không? Con bới hoài bới quỷ mà búi tóc vẫn không có tròn, vẫn không có đẹp. Lúc đó má nói gì với con? Má còn nhớ không? Má nói gì vậy? Má nói á, con gái là phải bới được tóc vừa tròn vừa đẹp thì mới lấy được chồng. Cho nên á, má bắt con tập bới tóc hoài. Con làm biếng cho nên con không muốn lấy chồng. Con muốn sống cả đời với má. Nói bậy. Con gái lớn lên là phải lấy chồng, ở với má hoài sao được. Hồi trước á, má cũng nói y chang câu này nè. Hồi đó má cũng nói y vậy hả? Má, má có nhớ được chút nào không? Má ráng dữ lắm mà không nhớ được cái gì hết. Không sao đâu, không sao đâu má. Từ từ á, má sẽ nhớ lại thôi mà. Nha. Không sao đâu má. Bích, Bích, sao má không nghe con kể gì về tía con hết vậy? Má, tía con có sống với má con mình không? Hay là má sinh con mà không có chồng hả? Không, má có chồng. Con có cha đàng hoàng mà. Vậy hả? Dạ. Rồi giờ tía con ở đâu? Có ở đây với mình không? Hay... Xin chào. Dạ, thưa ông cặp rằng. Hai má con sao rồi? Ông cặp rằng kiếm má con tôi có chuyện gì? Không. Đi ngang rồi tiện tạc vô coi bà lụ có khá hơn không? Cảm ơn ông. Má tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cũng may á, đỡ hơn là tốt rồi. Dạ, cảm ơn ông cặp rằng. Không có chi, mình là người một nhà với nhau cả mà. Nếu không có gì nữa, mời ông ra ngoài cho má tôi nghỉ ngơi. Bích, nói chuyện gì kỳ vậy con? Nè, qua có mấy lời muốn nói với em. Em có thể nào ra ngoài để qua nói chuyện với em được không? Ông cặp rằng có chuyện muốn nói với con á. Mau đi ra ngoài nói chuyện đi. Đi đi con. Con đi nha má.
Có chuyện gì ông nói đi. Qua nhìn em qua xót quá. Má em bị tai nạn có mấy ngày mà em ốm thấy rõ. Không được rồi, em phải chăm sóc tốt cho bản thân, em mới lo cho má em được chứ. Nè, em cầm chút tiền mua đồ mang bồi bổ, nghe không? Đừng để ốm quá. Cảm ơn ông. Má con tôi không cần gì hết á. Nếu mà ông kêu tôi ra đây chỉ vì chuyện này, xin phép ông, tôi vô lo cho má tôi. Ê khoan, còn chuyện này nữa, rất là hệ trọng đó, liên quan tới má của em. Chuyện gì? Ông nói đi. Là qua tình cờ nghe được những lời nói của cậu Đức Tiến. Cậu Đức Tiến rất hận má con em vì cái chuyện em lăng tăng với lại ông chủ. Ông đừng có ăn nói bậy bạ. Cái này là cậu chủ nghĩ chứ đâu phải qua nghĩ. Qua lúc nào muốn tin em là người đàng hoàng đức hạnh. Qua đã nhiều lần cố tình khuyên giải nhưng mà cậu chủ không có chịu nghe. Nè, cậu chủ còn hăm dọa đủ điều nữa. Qua thấy tốt nhất nên đưa má của em rời khỏi căn nhà này đi, càng nhanh càng tốt. Nè, không thôi có khi lần sau không được may mắn như vậy đâu nghe Bích. Đừng có nghĩ là qua có ý đồ gì nghe. Chỉ là qua tội nghiệp em, tội nghiệp má của em. Và đồng thời qua ghét cái thối du côn hách dịch của cậu chủ đó. Ông nói xong chưa? Thì đó, em chỉ cần đề phòng cậu chủ nha. Cảm ơn ông. Anh vừa nói chuyện gì với con nhỏ đó vậy? Không. Đừng có chối nghe. Tôi mới vừa thấy rõ ràng nghe. Em mệt ghê, mắc gì phải chối. Mới vừa hù dọa nó, biểu nó mau mau dẫn má nó rời khỏi căn nhà này. Anh hù nó hả? Ừ. Anh lấy cái gì để hù nó? Thì lấy thằng cháu của em ra đó. Anh đang nói thằng Tiến hăm he má con nó đủ điều, thế nào nó cũng sợ, bỏ đi khỏi nhà này cho coi. Có thiệt vậy không? Chờ mà coi đi, anh hù riết nó cũng tin là thiệt à. Tôi không có hỏi chuyện đó. Tôi hỏi là có thiệt anh nói với con nhỏ đó đúng như vậy hay không. Gì? Hay là còn chuyện nào khác? Thôi mệt em quá, không nói chuyện với em nữa. Ngọc Bích ơi, Ngọc Bích tin tôi đi. Tôi không có làm mà. Không phải là tôi đâu. Sao cô không tin tôi vậy Ngọc Bích? Sao vậy Ngọc Bích? Tôi không có làm mà. Tin tôi đi. Chị tin em mà Đức Tiến. Không phải tôi đâu. Chị tin em mà. Không phải tôi. Ngọc Bích, chị cho chị ngồi với nha. Chị ngồi đây đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Đừng lo buồn nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe nha em. Đã nhiều ngày rồi mà má em vẫn không nhớ được chút gì. Tất cả những chuyện trước đây má em cũng không nhớ.
Em sợ má em sẽ vĩnh viễn không nhớ. Có những chuyện má em không nhớ lại cũng tốt, nhưng nhìn má em ngày đêm ngơ ngẩn, tò mò thắc mắc về chính bản thân mình, em không có chịu nổi. Ngay cả đứa con gái má thương yêu nhất là em đi, má cũng không nhớ. Làm sao mà em chịu nổi hả chị? Chị, sao cậu chủ lại ra tay với má em hả chị? Tại sao vậy hả chị? Thật sự chị cũng không biết rõ mọi chuyện, nhưng chị nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó em à. Không có lý do gì mà Đức Tiến lại làm điều đó với dì Lụa đâu em. Vì cậu chủ ghét em, cậu chủ làm hại má em để cho em phải đau khổ. Nếu không phải là cậu chủ làm thì ai làm hại má em ra nông nỗi này chứ? Ngọc Bích, chị hiểu tâm trạng của em lúc này. Có nói gì thì em cũng khó chấp nhận được. Thôi, khi nào mà em bình tĩnh lại á, chị sẽ phân tích rõ ràng mọi chuyện cho em nghe. Em đừng có khóc nữa. Giờ em là chỗ dựa duy nhất của dì Lụa, phải mạnh mẽ lên em. Dạ. Má. Hả? Má nhớ không, hồi mấy năm trước á, má con mình thường hay bắt cua bắt cá dọc bờ sông này nè, má nhớ không? Má biết bắt cá hả? Trời ơi, má bắt cá giỏi lắm á. Má sao vậy má? Má thấy bên đó quen lắm. Hay là mình đã từng sống ở đó phải không con? À, đúng rồi, nhà của mình hồi trước cũng gần bờ sông mà. Vậy hả? Má sắp nhớ lại rồi đó. Chắc là má nhớ lầm á. Nhưng mà không phải là má nhớ không đâu, má cảm thấy nó thân quen dữ lắm. Má, ngày mai á, con xin ông chủ đưa má về cái nhà mình ở hồi trước á. Có khi về đó má nhớ lại không chừng. Má, mình về nha. Về con. Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Tôi đi chơi thôi. Cậu nhớ về ăn cơm sớm nha, cậu về trễ là ông chủ lo lắm á. Ngọc Bích, cô nói chuyện với tôi một chút được không? Xin lỗi cậu, tôi phải đưa má tôi về rồi. Mình về đi má. Cậu chủ nhớ về sớm nha, mà đừng có uống say đó. Ba nghỉ tay uống chút nước đi ba. Ba mới khỏe lại mà tính toán sổ sách suốt cả buổi như vậy, con không yên tâm đâu. Cảm ơn con gái. Thời gian qua ba đã bỏ bê mọi việc, giờ phải giải quyết cho xong chứ con. Ba ơi, Đức Tiến đang nghỉ hè đó ba. Hay là ba để em nó phụ lo sổ sách với ba nha. Con nghĩ thằng Tiến có thể giúp được ba sao? Dạ, thời gian qua Đức Tiến thay đổi nhiều rồi. Ba cũng đã từng nói em nó có khả năng mà ba. Ba cứ tưởng nó sẽ thay đổi,
Ai dè đâu. Thôi, con đừng nhắc tới tên nó với bà nữa. Trước khi dì Lô bình phục, ba không thể nào tha thứ cho nó. Ba, con ơi, con ơi, chết rồi con ơi. Có chuyện gì vậy dì? Thằng Tiến nó đi đâu từ hồi sớm tới giờ, cơm nước nó cũng không luôn. Chắc là Đức Tiến nó lại đi uống rượu ở đâu đó chứ gì? Không có. Dì có lén ba con đi kiếm khắp làng khắp xóm rồi, đi kiếm mấy cái quán nhậu luôn rồi. Họ nói bữa nay nó không có tới uống. Có người thấy nó ở ngoài đường, nhưng mà thấy nó từ hồi sớm lận, từ trưa tới giờ không ai gặp nó hết. Con ơi con, dì lo quá chừng. Dì Trang ơi, dì có biết Đức Tiến nó thường lui tới chỗ nào không? Dì có biết đâu. Cả cái làng này nó chỉ chơi có mỗi một mình cậu Nam. Dì tới nhà cậu Nam kiếm rồi mà cũng không gặp nó. Trời ơi là trời, Tiến ơi là Tiến. Bà của con không thèm nhìn tới mặt nó. Trời đất ơi, có khi nào vì cái chuyện này mà nó làm cái chuyện dại dột không? Vì nó làm chuyện dại dột là chuyện gì vậy dì? Thì đi tự dẫn đó. Dì nghĩ là nó buồn, nó đi làm tầm bậy nè. Dì ơi, chắc con nghĩ Đức Tiến nó không có làm chuyện dại dột đó đâu dì. Vậy thì nó đi đâu mới được chứ? Trời ơi, cái vàng nó thun của nó mà nó cũng bỏ ở nhà kìa. Trời ơi, con đi đâu vậy Tiến ơi? Dì ơi, trời thôi thôi, ơi, thôi thôi, chị đừng có quýnh lên như vậy. Để bây giờ con chạy đi kiếm em nha dì. Con đi kiếm nó giùm dì đi. Dạ. Ví dụ mà kiếm nó được rồi á, thì con ráng nói với ba tha lỗi cho nó giùm dì nghe. Dạ dạ, bây giờ con đi kiếm Đức Tiến liền. Đi đi. Trời ơi, Tiến ơi là Tiến. Con mau mau về đi. Con mà có bệ nào, dì chết á, chứ dì không sống nổi đâu. Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Mày đói rồi đúng không? Xin lỗi nha, tao quên. Ăn đỡ cái này nha. Mày ăn đi. Tao với chủ của mày á, ai mới là người đáng thương đi. Chủ của mày cứng đầu lắm, không có chịu nghe tao giải thích gì hết trơn. Mà kiếm hoài không được vậy ta. Ăn đi. Mày không ăn, mày nhớ chuyện của mày rồi đúng không? Ăn đi, tao đang lỉ mày đó. Ăn đi. Vài bữa nữa tao sẽ trả mày lại cho chủ của mày. Mày mà không ăn á, rồi lăn ra chết, là tội của tao càng lúc càng lớn hơn. Cả đời này chắc cô chủ của mày cũng không thèm nhìn mặt của tao đâu. Mày ăn đi, tao năn nỉ mày đó. Mày ăn đi.
Đức Tiến. Chị hai. Chị kiếm em nãy giờ, gặp được em chị mừng quá. Sao vậy? Tại sao thấy tôi mà hốt hoảng vậy? Mà nhớ tôi lại không? Nè, nhìn cho kỹ, nhớ tôi lại không? Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện xảy ra đêm đó, sống để bụng, chết mang theo, rõ chưa? Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện xảy ra đêm hôm đó, bà phải sống để bụng, chết mang theo, nhớ chưa? Tôi hỏi bà một lần nữa, có nhận ra tôi lại không? Không, không, không nhớ, không nhớ. Tốt, mà cũng đúng thôi. Chuyện này đã xảy ra lâu rồi, đầu óc bà cứ điên điên khùng khùng, làm sao mà nhớ nổi, đúng không? Đúng. Bữa nay sẵn tiện đi ngang qua đây, ghé thăm của bà sống ra làm sao? Lần sau tôi tới sẽ đem đồ ăn cho bà, cứ ngoan đi, nghe chưa? Nhớ. Nhớ, sống để bụng, chết mang theo. Chị nói là chị tin tôi hả? Thôi đi, chị đừng có giả bộ nữa. Chị đừng quên chính chị là người đã nói tôi là người có động cơ hãm hại gì lụa. Bây giờ chị nói chị tin tôi, không lẽ chị biết ai là thủ phạm hả? Chị nói thật lòng của chị, chị tin em không phải là thủ phạm. Thật ra chị chưa biết ai là thủ phạm thiệt, nhưng giờ chị tin chắc không phải là em. Đúng là khi vừa xảy ra chuyện, chị có nghi ngờ em, nhưng quan sát em hởm rài, chị khẳng định hung thủ là kẻ khác. Một mình chị tin tôi thì cũng vô ích. Chị không khác gì em đâu. Chị cũng rất muốn chuyện này được làm sáng tỏ. Hung thủ không phải là em thì chắc chắn là một người khác. Người đó ở trong nhà này hoặc là rất gần đây. Có lẽ họ cố tình đổ tội cho em. Nhưng vấn đề là tại sao họ lại biết tối hôm đó em có hẹn với dì Lụa? Tiến, để giải oan cho mình, để bắt kẻ thủ ác, đòi lại công bằng cho dì Lụa, em cần phải tỉnh táo Tiến à. Chứ ngày nào em cũng say sưa nhậu nhẹt hết, thì dù em có đúng cũng trở thành kẻ sai thôi. Em phải chứng minh cho ba, cho Ngọc Bích và mọi người thấy em là người vô tội. Chị tin là em sẽ làm được. Chị hai, sao chị tốt với tôi vậy? Vì em là em của chị. Đáng lẽ chị thấy bà ghét bỏ tôi, chị phải vui mừng mới đúng chứ. Tiến à, cho dù bao nhiêu năm qua em luôn xa lánh chị, nhưng trong lòng chị, em vẫn là đứa em trai mà chị yêu thương nhất. Đúng là có những lúc chị giận em ghê lắm, nhưng mình là chị em mà.
Giận chút rồi thôi, chứ có ghét bỏ nhau luôn được đâu. Nói cho chị nghe coi, tại sao em lại nghĩ chị vui mừng khi ba lạnh nhạt với em? Ba ghét tôi, sẽ không chia gia tài cho tôi. Tất cả tài sản này sẽ thuộc về chị. Cũng đúng thôi, tôi là con của vợ nhỏ mà. Chị không biết là ai đã gieo vào đầu em những ý nghĩ bậy bạ đó. Từ nào giờ em có nghe chị hay là ba má nói tới chuyện vợ lớn vợ nhỏ chưa? Ba má và cả chị nữa, ai cũng yêu thương má Thảo hết. Má chị coi má Thảo như em ruột. Còn chị thương má Thảo không khác gì má đẻ ra mình hết. Chị là con gái, nay mai chị đi lấy chồng. Nếu em với ba cứ bớt quà như vậy thì làm sao mà chị yên bụng được. Còn chuyện tài sản, chị chưa từng quan tâm tới. Em là con trai, tài sản đương nhiên là thuộc về em. Còn ba, em tưởng là ba ghét bỏ em sao? Em lầm rồi, ba không hề ghét em. Ba chỉ cố tình làm ra vẻ như vậy thôi. Những đêm em say khướt về nhà, ba cũng đâu ngủ được đâu. Nhưng mà thôi, chị cũng không muốn nói nhiều. Những chuyện này em tự mình cảm nhận sẽ tốt hơn. Tiến à, thời gian qua em đã thay đổi rất nhiều. Đừng vì chuyện này mà buông xuôi. Em làm như vậy chẳng khác nào khiến cho kẻ hại em đắc ý. Chị nói đúng, em nhất định phải tìm ra hung thủ. Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho dì luôn. Còn về phần Ngọc Bích á, thì em đừng lo, chị sẽ nói chuyện với Bích. Nếu Bích mà biết em đang chăm sóc con chim sáo, chắc nó sẽ mừng lắm đây. Chị hai, chị đừng có nói gì với Ngọc Bích hết. Em muốn tìm ra hung thủ trước đã. Chị giữ kín tất cả mọi chuyện giùm em nha. Má, ngày mai á, con xin ông chủ đưa má về cái nhà mình ở hồi trước á. Có khi về đó má nhớ lại không chừng. Bích à, Bích, con kể cho má nghe chuyện nhà mình hồi trước đi. Má muốn biết. Bích à, Bích, Bích à, Bích, Bích ơi. Trời đất ơi, sao nóng dữ vậy nè. Dì lúa. Dạ, cậu chủ kêu tôi. Đêm hôm mà dì đi đâu vậy? Dạ, con Ngọc Bích nó sốt cao quá. Tôi ra hai ít lá xả với hương nhu nấu lá xông cho nó. Ngọc Bích đau hồi nào vậy dì? Dạ, mới hồi chiều thì không nghe nó nói gì hết trơn á. Nãy tôi rờ trán thấy nóng hổi hà. Vậy dì có cho Ngọc Bích uống thuốc gì chưa? Trời ơi, nó đau bất tử thì thuốc đâu mà uống cậu. Tôi tính nấu lá xong, nếu mà sáng mai không bớt á thì tôi đi hút thuốc cho nó uống. Thôi được rồi, để tôi đi hái với dì. Lấy hồi giờ tôi đưa dì mấy viên thuốc tây. Uống thuốc tây mau hết bệnh lắm. Dạ, đội ơn cậu chủ. Dì lụa. Dạ, cậu chủ muốn nói gì?
đây với tôi giờ không sợ sao? Ủa sao tôi phải sợ cậu? Vì không nghe mọi người nói tôi là người đánh gì, kiểu gì mất trí nhớ hả? Tôi không có biết ai hết á. Có điều tôi có cảm giác người hại tôi không phải là cậu. Tôi tin cảm giác của tôi mà. Mà cậu chủ nè, cậu đừng giận con Ngọc Bích nha. Nó thương tôi, nó xót nên nó nghi ngờ tùm lum hết á. Cậu đừng giận nha. Thôi mình đi đi. Dạ. Thảo à, bình tĩnh đi em. Em nghe lời chị, họ đang cần con trai mà. Nếu biết em sinh con gái, họ sẽ bạc đãi em đó. Nghe lời chị đi. Con của em à. Chị biết rồi, nhưng mà em nghe lời chị một lần đi. Có con trai rồi, đời của em sẽ đổi khác. Chị lo cho em bà Thảo. Nghe lời chị đi Thảo. Con của em. Thảo à, trả con lại cho em. Dạ. Thảo. Thảo ơi, Thảo ơi. Ôi, Thảo ơi, Thảo. Cái gì vậy? Em lỡ tay. Anh coi thử coi. Hả? Em giết người rồi. Hả? Bà chủ chết rồi sao? Nói bà biết, tất cả những chuyện này bà phải sống để buồn chết bằng theo. Thấy một người nào biết bà sẽ chết ra, hiểu chưa? Bà chủ ơi, xin bà giúp tôi. Tôi có đủ can đảm nha bà chủ. Ủa, mới bệnh vậy mà con tính đi đâu vậy? Con đi hái sen cái rồi về liền à. Sao không để má đi hái cho? Mới bệnh vậy mà. Má, làm như con là tiểu thư đại cát không bằng á. Lâu lâu cảm xúc một chút để nhõng nhẽo với má thôi, chứ còn khỏe như voi á. Con quên hỏi má nữa, thuốc tây ở đâu má có mà má cho con uống vậy? Ờ, thì của của ai má? Của dì Tám vậy cho con á. Vậy để con đi cảm ơn dì Tám. Con đi nha má. Ờ. Nhà này ngoài mình ra, chỉ có dì Trang với ông Được là không ưa má con Ngọc Bích. Ai là người ra tay? Tiền ở đâu mà cứ biểu em đưa cho anh hoài vậy? Đã nói là em không có in được tiền. Như vậy thì đừng có ngăn cản tôi. Tôi không thể nào sống thiếu thốn kiểu như vậy được. Anh nói vậy mà nghe được hả? Ở đây anh có thiếu thốn cái gì? Cơm ngày ba bữa, bánh trái đầy đủ, anh còn muốn cái gì nữa? Xin lỗi cô, tôi là con người chứ không phải là con gà hay con heo gì đâu. Chỉ cần nhét đồ ăn vô bụng là đủ. Tôi là một thằng đàn ông, tôi còn nhiều cái nhu cầu khác nữa chứ. Nếu như không đáp ứng được thì thôi, tôi đi. Mệt quá à. Hở chút là đòi đi, hở chút là đòi đi. Anh coi em là cái gì của anh vậy? Hả? Ông Lâm bây giờ không thèm nhìn mặt thằng Tiến. Còn thằng Tiến á thì suốt ngày ở ngoài đường nhậu nhẹt bê tha.
Tiền ở đâu mà em có? Anh còn kiếm chác được, chứ còn em á thì... Kiếm chác gì được trong mấy cái chuyện này? Nè, nếu kiếm chác được thì tôi đâu cần ngửa tay xin tiền để em coi rẻ tôi. Thằng cháu yêu quý của em á, nó ngăn đường cản lối của tôi. Tôi không còn kiếm chác được con mẹ gì nữa hết á. Không, nhất định không phải là dì Trang. Không đời nào dì Trang làm cái chuyện hại mình hết á. Chỉ có thể là ông được. Đúng rồi, ông thù mình cho nên ông trả thù mình đây mà. Ông già này, tôi sẽ không để cho ông yên đâu. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Em cứ để tôi về Sài Gòn, ở đây muốn làm gì thì em cứ làm. Anh thôi mà anh đừng có giận em. Đâu phải là em có tiền mà em không đưa cho anh đâu. Ráng đợi em một vài hôm nữa, em sẽ cố xoay sở để có tiền cho anh. Nghe. Đồ hèn, cái gì vậy? Ông cho trò ném đá dấu tay hả? Em nào không dám nhận? Sao ông hèn quá vậy? Đó đó, em thấy chưa, em thấy chưa? Con làm cái gì vậy Tiến? Sao tự nhiên con lại kiếm chuyện với cậu được? Trời đất ơi, khổ quá à. Cái người đáng gây sự thì con làm ngơ, còn cậu được có mắc mớ gì mà con cứ kiếm chuyện với cậu hoài vậy? Cái gì muốn biết thì gì hỏi ông đi. Tôi nói cho ông biết, ông chào đó đi, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ ông là người đánh dì lụa bất tỉnh. Ông chào tôi đó. Bà ơi, bà con nè. Cô, con là Ngọc Bích nè. Con, bà, con thấy sen ngon quá, còn hái nấu chè cho bà ăn, bà thích không? Chè thích. Nhưng mà bà đừng có lo, con mua đường luôn rồi nè. Ở đây bà lọc sen nha. Dạ. Mặt bà dơ quá nè. Rồi. Sao thằng Tiến lại cả quyết ông được hãm hại bà lụa? Nếu nó đã nói như vậy tức là nó không hại bả. Phải rồi, đúng rồi, hôm nay mình xúi nó đuổi má con bả đi mà nó đâu có nghe. Vậy thì không có lý do gì để nó hại bà lụa hết. Qua đây biểu. Dạ. Tôi xin lỗi cô quản gia, tôi không có cố ý. Nói cho tôi biết, má con bà lụa đang nghi ngờ ai hại bà? Tôi không biết. Chị thân với má con nó như vậy mà không nghe má con nó nói gì sao? Nói mau, má con nó đang nghi ngờ ai? Con Ngọc Bích nghi ai? Không được giấu giếm, tôi mà biết là chết với tôi đó. Chị lụa, chị không có nghi ai hết á. Chị nói ráng chờ ít ngày nữa, chị lấy lại trí nhớ, có khi biết người hại mình. Còn cô Ngọc Bích á, cứ khăng khăng là ai? Cứ nói là cậu chủ chứ không ai khác hết. Chính cậu chủ cũng nhiều lần hăm dọa chị lụa. Với lại tối đó chính cậu chủ là người kêu chị lụa ra sau giường. Tiến, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông cho trò ném đá dấu tay hả?
Kéo là không dám giận. Sao ông hèn quá vậy? Tôi nói cho ông biết, ông chờ đó đi, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ ông là người đánh dì Lụa bất tỉnh. Ông chờ tôi đó. Cô quản gia đừng có trách phạt Ngọc Bích nha. Nó còn nhỏ nên nó chưa biết gì hết á. Nói chi không biết, rồi bà phạt con nhỏ thì khổ. Ủa, mà Ngọc Bích đâu giấu chuyện này đâu ta. Nó còn dám nói thẳng cậu chủ mà. Bỏ chỗ đây đi bà. Bà biết không, ở nhà ông chủ con rất là khó xử, con không biết làm sao cho đúng nữa. Ông chủ với chị Ngọc Thủy rất là tốt, rất thương hai má con của con. Thiệt bụng con cũng không muốn xa hai người đó, nhưng mà nếu tiếp tục ở lại thì con không biết là sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa hay không. Vậy mà đã có lúc con thầm thương cậu chủ. Con đã từng hết sức ăn năn, tự trách bản thân mình hiểu lầm cậu chủ quá sâu sắc. Bà thấy con có ngốc lắm không? Cậu chủ tệ lắm sao con? Con cũng không biết nữa. Có lúc cậu ấy rất là tốt, nhưng cho dù cậu chủ không phải là người hại má con, nhưng nếu con ở lại đó thì mối bất hòa giữa cha con ông chủ chắc chắn sẽ khó chấm dứt. Con muốn thấy ông chủ buồn. Nếu vậy con quyết định bỏ đi hay sao? Rồi con tính đi đâu? Con cũng chưa biết là đi đâu nữa, nhưng mà chắc chắn là khó ở lại. Con buồn quá bà ơi. Con không biết là sau này con còn có dịp ngồi đây nói chuyện với bà hay nấu cho bà ăn không nữa. Bà phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà. Bà đừng sợ hãi mọi người nữa. Nhà bà không có ai làm hại gì bà hết á. Con bé này càng nhìn càng giống bà chủ năm xưa. Đứa bé năm xưa. Cái này sao? Bà thấy vết sẹo này xấu phải không bà? Xấu. Nhưng mà sao lại? Con kể cho bà nghe một bí mật nghe. Hồi trước á, nó là cái bớt, nhưng mà ba con lỡ tay đánh trúng con á, giờ nó thành vết sẹo luôn. Con đưa bà đi gặp ông chủ đi con. Bà muốn gặp ông chủ? Ừ, bà muốn gặp ông chủ. Bà rất muốn gặp. Con đưa bà đến đó liền nha. Nhưng mà bà muốn gặp ông chủ để làm gì? Bà có việc rất quan trọng, cần nói cho ông chủ con biết. Rất là cần. Mình đi liền nha con. Đi. Đi con, đi con, đi liền đi con. Đi con. Đi. Ê, chờ con chút. Đi liền. Thôi mà em đừng có giận anh nữa nha. Đúng là chính anh. Nhưng mà sao phải tức giận chứ?
Không phải là anh đang giúp em sao? Anh giúp em hả? Anh làm vậy mà nói là giúp em hả? Ủa, không phải sao? Con Ngọc Bích đã đang rục rịch đưa má ra khỏi cái nhà này. Làm như vậy đúng ý của em quá rồi còn cái gì nữa. Nè, khi mà mọi chuyện thành công, em đừng có quên thưởng cho anh đó nghe. Anh báo hại như vậy mà còn đòi thưởng nữa. Cái gì anh báo hại? Anh muốn làm gì tụi nó thì anh làm. Nhưng tại sao anh để cho thằng Tiến nó chịu dạ lây như vậy? Má con nó có đi khỏi đây hay không thì còn chưa chắc. Nhưng ông Lâm càng ngày càng lạnh nhạt với thằng Đức Tiến là quá rõ ràng rồi. Không khéo rồi đây, bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển hết. Đúng là đàn bà đầu óc nông cạn. Còn mày đặt ra vẻ dỗi gian. Bây giờ anh hỏi em nè, nếu như không đổ giả cho thằng Đức Tiến thì liệu cô Ngọc Bích có chịu đi khỏi đây không? Còn cái chuyện mà ông Lâm lạnh nhạt thì em khỏi lo đi. Chỉ cần ông còn nghĩ thằng Tiến là con trai của ông thì ông sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Thôi đi, đừng có lằng nhằng ba cái chuyện này nữa. Nè, sao? Tiền cho anh có chưa? Nè, cầm lấy rồi xài đỡ đi. Gì? Nè, tôi đâu phải ăn mày đâu, mẹ bố thí cho tôi vài đồng bạc lẻ như vậy. Em hết tiền thiệt rồi mà. Đó là chuyện của em. Nếu muốn giữ tôi ở lại đây thì phải có tiền cho tôi tiêu xài chứ. Còn không á, tôi đi à. Đừng. Anh nói đi là anh đi dễ dàng như vậy sao? Anh không có chút tình nghĩa gì với em hết hả? Dĩ nhiên là có. Chúng ta đã sống bên nhau lâu lắm rồi, làm sao mà không có tình nghĩa với nhau được, đúng không? Vậy mà hở ra là anh đòi đi, hở ra là anh đòi bỏ em ở đây một mình. Vậy chứ sao? Em phải biểu anh làm sao đây? Cả thời trai trẻ anh đã dành hết cho em rồi còn cái gì. Thì bây giờ cũng là lúc em nghĩ cho anh chứ. Nếu cả tiền cho anh mà em cũng tiếc thì làm sao, làm sao anh có thể bên em được hả? Thôi, anh cầm này xài đỡ đi. Em hứa ngày mai em sẽ có tiền cho anh nha. Ừ, vậy có phải đáng yêu không? Dì đi vô đây. Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Ờ, Ngọc Bích xinh con đẹp. Chim sáo này nó cũng biết Ngọc Bích hả? Dì không nhớ con chim sáo này sao? Lúc trước Ngọc Bích có treo một cái lồng chim ở trước chỗ của dì á. Dì nhớ không? Tôi xin lỗi, tôi không nhớ. Không sao đâu, chắc chắn dì sẽ nhớ lại mà. Ngọc Bích nó cũng an ủi tôi như vậy. Nhưng mà sao tôi thấy lo quá cậu à. Dì ngồi xuống đây. Làm con người mà không biết mình là ai, không nhớ bất cứ điều gì về những người thân của mình, khổ lắm cậu à. Tôi thấy tôi có lỗi với Ngọc Bích nhiều lắm, vì ngay cả nó mà tôi cũng không nhớ gì hết. Đừng cậu, gương mặt của tôi đáng sợ lắm. Không sao đâu dì. Cậu không thấy sợ hả? Kỳ lạ lắm. Tôi không hiểu sao càng nhìn kỹ mặt của dì tôi lại càng có cảm tình. Vậy mà hồi dì mới tới nhà tôi thực sự là
thật sự rất ghê sợ gì. Chị ơi, chị không cần phải che mặt lại đâu. Gương mặt của dì tuy xấu xí, nhưng mà tôi nhìn thấy được cái tốt đẹp ẩn sâu bên trong con người dì. Còn tôi, ba má tôi cho tôi một gương mặt dễ coi, vậy mà tôi lại biến tôi thành một người xấu xa tồi tệ. Cậu chủ à, cậu là người tốt mà, cậu đừng tự chê bai mình như vậy. Chị thấy tôi tốt thiệt sao? Ừ. Trong mắt của mọi người tôi chỉ là một kẻ bỏ đi. Chỉ có một mình gì nói tôi tốt. Mà thôi, tôi hiểu rồi. Dì nói vậy để an ủi tôi thôi đúng không? Không phải, tôi không an ủi cậu đâu. Tôi nói thiệt lòng đó. Cậu là cậu chủ, tôi là cái ăn người ở trong nhà, lại già cả xấu xí như vậy. Vậy mà cậu chịu ngồi đây với tôi, chịu cho tôi nắm tay, chịu nói chuyện thân tình với tôi, chỉ như vậy là đủ biết cậu tốt bụng cỡ nào rồi. Tôi mặc kệ mọi người nghĩ sao về cậu, cũng mặc kệ những cử chỉ thái độ mà cậu cố tình để cho mọi người nhìn thấy. Cái tôi nhìn thấy là con người thật của cậu. Gì? Không hiểu tại sao tôi có cảm giác là tôi từng có một đứa con trai. Có cảm giác là đứa con trai đó giống như cậu vậy đó. Được nắm tay cậu như vậy, tôi thấy ấm áp và hạnh phúc lắm. Cũng không hiểu tại sao lúc này trong lòng tôi cảm thấy quyến luyến gì nhiều lắm. Cậu, cậu có thể cho phép tôi ôm cậu một chút được không?